Hôm nay chia sẻ cho các bạn xử lý mấy cây sâm núi mà các bạn mua của nhà vườn về các bạn. Thì đây là những cái cây sâm núi mà các bạn mua từ những cái nhà vườn về. Thì các bạn phải biết cách xử lý nó các bạn. Thì thông thường thì đây là một cái cây sâm núi mà không phải là người ta trồng nó từ nhỏ ở trong cái bầu này, mà có nghĩa là người ta sẽ trồng ở đất hoặc là chỗ nào đó cho nó lớn. Khi mà người ta khai thác lên đó, người ta trồng những cái bầu nhỏ nè, là cái bầu tạm đó, để cho nó ổn định để người ta bán các bạn. Thì cái này là cũng mới trồng thôi các bạn ha. Thì thông thường là sẽ như vậy các bạn. Một là người ta trồng dưới đất cho nó phát triển lớn rồi thì người ta mới bứng lên và người ta trồng chung một cái bầu ương như vậy đó, để người ta tiện để nhỏ và vận chuyển ta bán cho các bạn á. Thì các bạn thấy không, thì đây là cột cái dây rút này lại nè để cho cái rễ nó xếp vô đó, để người ta dễ vô đó các bạn. Thì cái giá thể mà nhà vườn để trồng á, thì thường thường là cái giá thể nó rất là dư ẩm, rất là dư ẩm luôn. Các bạn về thì các bạn cần xử lý liền mới được đó, mình phải mạnh dạn lên đó, quyết định là cái phần nào nên cắt thì mình cắt luôn bây giờ đó. Những cái rễ hư các bạn, những cái rễ mà nó úng á nha, thì mình sẽ xử lý luôn chứ các bạn không có nhát tay, các bạn không dám làm thì để sau này cái cây của mình nó sẽ úng từ từ và nó chết ha. Thì các bạn thấy đa phần là ở đây là trấu sống với lại cám dừa đó, với một ít vỏ đậu phộng đó, thì đa số là như vậy các bạn. Các bạn nên hiểu chỗ này nè. Cái giá thể mà trồng cho bầu ương nó sẽ khác với cái giá thể mà các bạn trồng ở trong chậu ha. Nó khác chứ nó không giống như các bạn. Thì cái bầu ương nó là một cái bầu lớn và cái lỗ thoát nước rất là nhiều, và cái chế độ chăm sóc của nhà vườn nó cũng khác với các bạn ha. Nên cái giá thể mà nhà vườn trồng thì trong bầu ương thì nó vẫn sống, nhưng mà về các bạn trồng mà trong chậu mà các bạn dùng cái giá thể đó thì các bạn rất là khó kiểm soát các bạn, nó sẽ rất là khó kiểm soát. Nên các bạn tốt nhất là các bạn nên lấy ra sạch hết luôn, bạn rửa rửa sạch vỏ, mình cắt bỏ những cái rễ nào úng ha, những thì bạn thấy những cái rễ úng mình cắt bỏ hết luôn, để sau này nó sẽ làm một cái mạch nối á, nó nối úng theo lần lần là nó úng từ từ úng hết luôn đó. Cái đoạn này thì nó thô quá mình cũng cắt luôn ha, để mình xử lý một lần một cho nó triệt để luôn đó. Đây là một lần mình xử lý là kêu bằng dứt điểm luôn đó. Cái cành này sau này mình sẽ dăm các bạn ha, mình thử dăm cái cành này nó sống không nha. Để các bạn mà xử lý không hết một lần thì các bạn cứ xử lý đi rồi mình xử lý lại, mỗi lần mình thay đất thay này kia thì cái cây nó mất sức rất là nhiều các bạn nha. Nên các bạn một lần mình xử lý là xử lý cho hết luôn, mạnh dạn lên. Cái nào cần cắt thì mình cứ cắt, cái nào cần bỏ thì mình cứ bỏ đó. Cái cành này sau này mình sẽ đi dăm các bạn, dăm thử nha. Đối với những cái cây mà cái dạng mà người ta đưa cái rễ lên đó thì mình không nên để cái thân nó dài quá. Đó là theo cái quan niệm của mình thôi, cái này cũng tùy thuộc vào các bạn nha. Theo mình đó thì nếu mà cái rễ nó làm cái thân rồi thì mình lấy cái thân đó mình cắt ngắn thôi, mình lấy cái thân nó làm cái ngọn đó. Mình cắt ngắn xuống thôi. Thì chủ yếu á, mình mua cái mấy cái mới này về chủ yếu là mình lấy cái rễ các bạn. Bạn thấy cái rễ không, rễ rất là đẹp ha. Dù như cái cây này nó tầm khoảng 200 300 đi thì mình lấy 4 5 cái rễ này là cũng đủ vốn rồi các bạn. Mình hóa chơi cái rễ cái sâm núi các bạn. Rễ sâm núi thì sau này mình ương nó lên thì rất là đẹp. Để mình cắt cái này luôn, để mình lấy cái cành mình dăm nha. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình dăm cái cây sâm núi như thế nào, thì cái clip tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Còn cái hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn mình xử lý nè. Đó, mình trước mắt là mình rửa sạch ha, rửa sạch rồi mình cắt bỏ những cái rễ nào không cần, cảm thấy mà nó vướng, nó không cần thiết mà nó không đẹp thì các bạn cứ cắt luôn đó. Những cái cành nào mà nó không đẹp mình xử lý luôn, cũng như là mình làm mà dạng như phôi với các bạn, dạng phôi nha, phôi đó. Các bạn thấy ở đây nó có một cái rễ lớn đúng không, cái rễ lớn này thì nó cũng đã úng các bạn, úng nè, úng là do cái nhà vườn người ta bứng từ ở dưới đất lên mà lại vô cái giá thể mà trong cái lúc ban đầu á đó. Thì cái giá thể đó nó cộng với cái thời gian vận chuyển này kia nó xa ha, nó ẩm nhiều ngày quá thì cái giá thể nó bị, cái nhánh dưới nó bị úng ha, các bạn thấy không đó. Thì các bạn nếu mà các bạn thấy mà nó úng mà nó đen như vậy thì các bạn nên cắt bỏ luôn nha đó, thà là cắt bỏ luôn chứ các bạn để là nó sẽ ăn lên các bạn, nó sẽ ăn từ từ lên, nó sẽ dẫn nước, tại vì nó úng rồi thì nó không còn sống nữa thì nó làm một cái mạch dẫn nước và nó dẫn nước từ từ lên, nó úng tới trên thân là nó xong luôn đó các bạn ha. Để mình nghiên cứu coi cái này thì nên cắt như thế nào đây.
thì không 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 nhất thiết là mình phải để tất cả các ghế, các bạn ha. Để ghế nhiều cũng không phải là đẹp đâu đó. Theo cái quan niệm của mình thì để một vài ghế mà cảm thấy nó duyên là được, chứ còn để nhiều quá thì nhìn nó cũng rối. Cái này thì cũng tùy các bạn, tùy ha, tùy vào cái cây và cái sở thích của mỗi người. Nhưng còn mình thì mình thấy là không nên để nhiều quá, mình để một kiểu nào đó thôi cho nó đẹp là mình là được đó. Còn lại mình cắt. Mình thì cắt mấy cái ghế này nè, mình làm mấy cái cây ha, mình làm mấy cây mini đó, cắt bỏ cái này, mình lấy cái cọng này nè, mình làm cây mini nha. Đó, cái ghế này thì rất là dễ lên các bạn, các bạn chỉ cần dâm nó với cát là nó lên nè, nó cũng rất là dễ lên. Thì mình cũng chia sẻ rất là nhiều cái cây bonsai mà làm từ ghế cây sâm núi rồi, thì cũng dạng này các bạn ha, dạng này nè, dạng mua một cái cục này về cái mình cắt ra đó, phần này mình sẽ cắt ngắn ở đây luôn đó. Rồi mình sau này để mình coi nữa, nó mình khi mà mình đưa vô cái chậu rồi, mình coi cái chỗ nào mà nó vướng thì mình xử lý tiếp. Còn bây giờ tạm thời là cứ như vậy đó các bạn ha. Thì các bạn mới mua về thì các bạn nên xử lý cho nó sạch sẽ. Những cái đất cũ, những cái này kia các bạn cứ làm mạnh dạn đi, các bạn không có sợ nó chết nha. Đó, thà là dụ như nó lỡ mà nó chết thì coi như mình bỏ, mình coi như là mình rút ra một cái bài học kinh nghiệm gì đó. Còn mà nó sống thì nó phải là một cái cây cho nó ưng ý, cho nó vừa cái bụng của mình à, chứ không phải là mình cứ mua mình sợ chết là mình cứ làm mà kiểu dạng như hơi nhát tay thì sau này cái cây nó sống thì nó cũng không có đẹp các bạn ha, nó không đẹp, nó không có như ý mình thì thành ra nó cũng dở các bạn ha. Đó, nên mình quyết định là chơi cho nó sạch sẽ luôn đó, chỗ nào mà còn thắc mắc vướng gì đó là mình xử lý luôn các bạn nha. Đó, làm xong thì mình hãy chét keo lên các bạn, chét cái phần keo này lên. Thì cái phần keo này nó giống như là một cái băng keo mà mình đứt tay rồi mình lấy băng keo cá nhân mình dán vô thôi đó, để nó chống thấm nước, chống nhiễm trùng này kia thôi đó. Đó, chét vô thôi, chét vô để cho nó đừng có ngấm nước vô để nó úp à. Đó, mình chét thôi. Cái phần ghế nào mà nó cắt thì mình cũng lấy luôn, mình cũng chét luôn. Các bạn lưu ý là mình chét mà mình phải đợi khô rồi mình hãy trồng, chứ các bạn chét vừa xong các bạn trồng liền thì nó cũng không có tác dụng gì đâu ha. À, nó phải khô, nó khô rồi nó mới trồng được. Thì sau khi làm xong ha, mình sẽ đồng mình trồng nha các bạn. Thì đây là một cái khay ha, cái khay mình dán cục đá đi rồi đó, dán rất là cứng các bạn đó, thấy không? Thì mình dán xong rồi mình mới đưa vô cái mình coi các bạn ha, mình coi cái hướng nào nó được để mình ghép vô đây đó, các bạn thấy không? À, khi mà mình cắt thì cắt vậy thôi, nhưng mà khi mà mình đưa vô á thì nó còn rất là nhiều chỗ nó không có hợp các bạn, nó không có hợp ha, nên bắt đầu mình xử lý tiếp đó. Như giống như cái này nè, nó còn vướng khúc trên đúng không, nó còn vướng nên mình phải chắc là mình phải cắt bỏ luôn cái phần này các bạn, phần này nè, phần này nó có vướng nè ha. Thì mình nói với các bạn nó không nhất thiết là mình phải để tất cả các ghế ha. Nói chung là có khi các bạn để một ghế thôi cũng được, nhưng mà một ghế nó đẹp là được. Nói chung là mình phải chắt lọc lựa ra những cái đẹp nhất để mình giữ lại. Thà là một cái cây đó mình có thể bỏ hết tất cả, mình chấp nhận mình bỏ hết tất cả, mình giữ lại một cái ghế đẹp đó là đủ vốn các bạn nha. Cứ mạnh dạn đi các bạn, các bạn mới tập chơi thì các bạn cứ mạnh dạn, cứ trải nghiệm, cứ làm ha. Đừng có sợ ha. Thì mình sợ thì mình sẽ không có làm được các bạn ha. Thì ai cũng vậy, lúc mới đầu mình làm thì cũng chết. Thì đó là học phí các bạn ha, học phí. Thì phải có chết, phải có thất bại thì các bạn rút ra được cái kinh nghiệm, sau này các bạn làm nó mới thành công được ha. Chứ còn mình làm mà mình sợ cắt ghế, rửa ghế, làm này làm kia thì sợ nó chết. Nên các bạn cứ làm không có tới thì sau này cái cây mình nó cũng không có đạt đến cái đầu đã các bạn ha. Nên điều đó đó, bởi vậy cái cây mà hàng phôi với lại cái hàng mà hàng kỹ á, cái giá nó chênh lệch với nhau là chỗ đó đó các bạn. Tại vì cái cây phôi có khi có 100-200 ngàn à, có khi mấy chục ngàn à, mà tại sao một cái cây cũng là cây phôi đó mà về người ta làm kỹ lại thì giá nó rất là cao, bởi vì phải tính vô cái giá mà nó chết cây nữa các bạn. Đúng không? Đó, mình làm 10 cây thì nó mới chết mấy cây nữa chứ một. Thì nó chơi vậy thôi ha, chứ các bạn mà làm có kinh nghiệm rồi thì nó không chết đâu. Các bạn cứ làm như đúng như mình thì nó không chết đâu, mình hứa luôn. Phải nói là phải 90% là nó sống đó, nhưng mà các bạn làm phải bài bản nha. Ở dưới là phải lớp đất nung nè, thoát nước,
cái phần trên là cái phần cát. Chọn một ít cám dừa, tầm khoảng 20-30% cám dừa các bạn vô cho mình. Vô cho nó cứng nha, bạn vô bạn tưới làm sao cho nó dẻ cái đất lại đó. Khi mà vô xong rồi, cái phần này là cái phần vớn lan nè. Cái vớn lan là cái dạng như cái rêu khô các bạn. Mấy người mà trồng lan á, thì người ta thường lấy cái vớn lan người ta để trong gốc á, để cho lan nó mọc rễ đó. Thì cái ưu điểm của cái vớn lan này nó rất là sọc, nó rất là sọc ha. Thứ hai nữa là nó giữ ẩm, nó giữ ẩm nhưng mà nó không giữ nước ha các bạn ha. Nó hay hơn cái giấy ăn và hay hơn cái giải. Cái giải thì các bạn chùm vô thì nó sẽ bị nấm ha, bị nấm. Và cái giấy ăn thì nó cũng không tối ưu bằng cái vớn lan này nữa đó. Cái vớn lan này nó sạch, nó thoáng và nó giữ ẩm chứ nó không giữ nước đó. Tại vì lan mà là một cái thằng rất là sợ nước mà còn sử dụng nó được mà. Không chỉ là những cái rễ cây. Thì đối với những cái rễ cây mà các bạn nhổ lên á, thì nó còn lú lên đúng không? Bạn dùng cái vớn lan thì bạn đắp lên, mình tưới nước. Và cái điều quan trọng nữa là các bạn phải có cái bao ni lông nha. Chơi cây là phải có cái bao nha các bạn. Không có cái bao là mấy cái chỗ này là không có bao là chết liền nha. Đó. Có bao luôn luôn lúc nhà phải có bao ni lông lớn lớn chùm lại, và chùm thì chùm bít luôn từ chậu cho đến cây. Đó, để trong máng tầm khoảng 2 tuần đến 3 tuần. Hãy mở ra nha các bạn nha.